Cái này nhóm chẳng vậy và thiên là bạc muối đẹp tông tình nâng các phương bạc bằng hàn ai là o đau cầm đất cầm bộ. Sau đây bằng phần đọc này sẽ có một kênh channel trên bạn chia chán. Sau đó bằng phần đọc này đây mình toàn mang subscribe channel và nhóm cũng thích chui subscribe nhé mọi người. Sau nữa số tha ta thơ mách đầm bay ai các phương bạc bằng hàn và dưỡng là ó đo cầm đất cầm bồn miếng cả ta chỉ trả đại chỗ rùm đồ chia cả triếm từ lớp thiên áp bát dôn vi ở chết bát sau anh dôn lòng bi sẽ khá ca mới còn nhẹ chỗ rùm cá riêng trăm ai từ xa slide bỏ nhớ rứt gọi xong rồi đấy ông bật tên xem xế vì thi xa tầng ảnh này sắp tay chiếc này mùi đại thơ ai ca thơ bắt bằng hai nhưng mà dương ban lộ cơ bản tay ngay này nhầm chăng chôn ở châu ở xì chìm rừng bắt đi sao cả lòng mắt nhầm khơi bao phút đọc này mà chẳng muốn còn vô lại còn triêm hại cơ bản tay nó bây giờ còn thơ bắt bằng hai còn thơ ban trầm tay là ôi good tại tại sao rap nhóc nhầm chăng ai bao nhiêu đọc nít tao mà cầm rất tiền love be good better rồi có best ta thơ mấy đồng bay ai ca thơ bằng bắt bằng hai bằng nhớ vì là o đa cầm rất cầm bồ nhóm lớp bịa bay mặt đài bao nhiêu đọc nít cũng bị chán nè cứ what how and why chỉ tôi tao nhẹ thơ bắt bằng hai quạt tay tay bằng hàn tha nâng chị ấy quạt triếm lại quạt dốt lại quạt che hàn nâng quạt chép ba tha nâng cứ chị ấy và dốt kì ok dốt tha nâng chị ấy và tôi máu à nâng cái phơi là bị mệt how what and how sự khác cám bao bao đặc nĩa nhưng trong dễ gì môi nâng nhẹ điên vây cần đào rứ có vây chừng nào mình mét đôi con khmer đi bằng phần nào kia dựng pháp thà nâng dựng ấy à nâng cái phơ bị mấy bần tay nâu bế đời quát đăng hà nâng dựng ấy à nâng phơ mấy quát miên xâm đu mùi nó không có phá bỏ quát cứ ấy hẹt ấy ở nhóm phơ ảnh nâng hẹt ấy bằng trăm bạch phơ ảnh chẳng cứ why question cái lấy nè đặt nhóm trang bay bao một đoạn đại đại phơ ban là o hai ấy bằng hai what and how bao một đoạn là o bao một đoạn đi chấm bạc bao một đoạn triêm cái vấn đề bao một đoạn đi trâu từ sai nhiều pi sự khả cam và nhớ nếu bây giờ dừng prap what nông cụ có bao bọc what why what quạt đằng how quạt đằng phần why hai đứa bạn đã phơ ảnh nâng hai đứa bạn dừng chân ảnh nâng về mau bị nè mà nốt với bênh với nét đầm miên bắt bị sao cứ cứ gọt chân ba nàng chân chân là mấy ở dân phơ bắt bằng hàng ở căn đà lỗ nét là ác nét trâu tệ triếm rồi còn lúc ở đào vài miên đây thăm mày nó quên bắt bằng hàng hàng nâng chỉ xây hái ảnh nâng phơ dặn mấy hái bao bọn anh prao sầm núi bằng phốc, ta hai đứa bạn trao phơi nè, hai bao bọn cua triêm mà nè, pê khá, miên sầm núi su máu, miên sầm núi su máu, còn ta quạt hai mọt máu, dương chỉ nhẹ thôi ba bằng háng, dược đăng nó thật ta quạt trăm su ấy, vì vậy kì, thằng trăm ta quạt trăm đăng vai, nó biết được quạt hai mọt máu cái dân đăng thạc quát trong xua bị ấy rứa quát mình toan xua ấy dân đăng thạc quát cầm bông tại chân ngon ấy dân bằng hai và thay em thắng ấy à ní muốn là hai đợt kê phơi chấm cứ đợi xa vì anh chê anh chê chê miễn hai phao bỏ kê kê mà anh chê ta ao dân phơi anh chấm ấy hay à nếu mà anh chê ta ca la rồi ai anh chấm ấy miễn hai phao miễn ri dân đâu bị gần còi non bỏ bì à rong sẽ khá cám bà 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 bà
the great presentation ការធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលគាត់ចង់បានបើស្អីគេគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងដឹងពីបេះដូងរបស់គាត់ដឹងពីចិត្តរបស់គាត់និយាយមកចាក់ចំបេះដូងរបស់គាត់នេះហើយគឺជាចំណុចដែលរុញឲ្យការធ្វើបទបង្ហាញរបស់បងប្អូនគ្នាដល់កម្រិតកំពូលទ្រឹស្ដីមួយគេនិយាយថាអញ្ចឹងគ្រូធម្មតាប្រាប់គ្រូល្អពន្យល់តែគ្រូដែលត្រចះត្រចង់គឺធ្វើឲ្យសិស្សផុសនៅគំនិតថ្មីអូខេអរគុណច្រើនពីខ្ញុំបបិនហ្នឹងប្រសិនបើពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអរគុណច្រើន